chuối mỗi ngày tốt nghìn lần nhân sâm vạn lần đông trùng hạ thảo. Chuối là một trong những loại trái cây phổ biến và được yêu thích. Chuối có thể ăn trực tiếp, xay sinh tố chuối không những vừa ngon, vừa rẻ mà còn rất bổ dưỡng. Ăn 3 quả chuối mỗi ngày, cơ thể được cung cấp khoảng 1.500mg kali và nhiều lợi ích sức khỏe khác. Dưới đây là 10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của việc ăn chuối mỗi ngày. 1. Là hạ huyết áp. Nghiên cứu đã chỉ ra, ăn 3 quả chuối mỗi ngày làm hạ huyết áp nhanh. Một quả chuối cỡ vừa chứa khoảng 422mg kali và hàm lượng muối gần như bằng 0, tỷ lệ kali. Natri cao giúp giảm tác động tăng huyết áp của natri trong chế độ ăn uống. Vì vậy, bạn nên thay khoai tây chiên bằng một quả chuối. 2. Là hỗ trợ tiêu hóa. Chuối có nhiều chất xơ, cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ là một chất dinh dưỡng quan trọng, điều chỉnh tiêu hóa, giảm bớt tốc độ tiêu hóa. Ăn một quả chuối giúp no lâu, giảm táo bón. Ăn chuối vào bữa sáng giúp tràn đầy năng lượng để bắt đầu ngày mới. 3. Là cải thiện sức khỏe tim mạch. Thực phẩm giàu chất xơ tốt cho tim mạch, trong chuối chứa nhiều chất xơ. Chất xơ có trong chuối giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bệnh tim mạch vành. Ăn 1 hoặc 2 quả chuối không chỉ cung cấp 4g chất xơ, các vitamin, khoáng chất thiết yếu và chất chống oxy hóa cho cơ thể. 4. Là chuối tạo ra các tế bào khỏe mạnh. Chuối chứa nhiều vitamin B6, chiếm 20% lượng vitamin B6 một người lớn cần mỗi ngày. Vitamin B6 giúp cơ thể sản xuất insulin, hemoglobin và axit amin thiết yếu tạo ra các tế bào khỏe mạnh. Vitamin B6 sản xuất kháng thể, hỗ trợ miễn dịch. Nhiều người sử dụng phụ từ sau. Để nói về tác dụng của chuối mỗi ngày một quả chuối, cả đời bác sĩ không hỏi thăm. 5. Là chuối cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Chuối dễ tiêu hóa, không gây kích ứng cho hệ tiêu hóa hoặc đường tiêu hóa. Chuối giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, hấp thu các chất lỏng đang dư thừa trong bao tử khi bị tiêu chảy. Với những đặc tính đó, chuối là lựa chọn lý tưởng nhất cho trẻ mới ăn dặm. Đồng thời, các chuyên gia dinh dưỡng đã thêm chuối vào chế độ ăn để điều trị tiêu chảy cấp. 6. Là chuối nhiều vitamin C. Khi nói đến các loại quả giàu vitamin C, bạn sẽ nghĩ ngay tới dâu tây và cam. Thực tế, chuối chứa nhiều vitamin C, đáp ứng 15% nhu cầu vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng, trung hòa gốc tự do có hại trong cơ thể. Vitamin C duy trì mạch máu khỏe mạnh, đồng thời sản xuất collagen liên kết các cơ, xương và các mô. 7. Là tăng cường khả năng vận động. Các vận động viên thích ăn chuối vì chuối đẩy mạnh khả năng hoạt động của cơ bắp, cung cấp các chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng một cách hoàn toàn tự nhiên. Theo một nghiên cứu của trường đại học ở Mỹ, 15 phút ăn nửa quả chuối trong môn xe đạp tính giờ bằng uống một cốc carbon hydrate. Vận động viên điền kinh người Jamaica ăn 16 quả chuối một ngày, giành chiến thắng ở nội dung thi chạy nước rút ở Olympic. 8. Là phòng ngừa thiếu máu. Chuối có nhiều sắt, sản xuất hemoglobin trong máu và ngăn ngừa chứng thiếu máu. Thiếu máu là do số lượng hồng cầu hoặc hemoglobin giảm, dẫn đến mệt mỏi, xanh xao và khó thở. Hơn nữa, vitamin B6 trong chuối điều chỉnh lượng đường trong máu, rất tốt cho người bị bệnh thiếu máu. Chính là kiềm chế cơn đói, mùi hương của chuối hạn chế thèm ăn và kiềm chế cơn đói. Đối chứng với kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Alan, Giám đốc Quỹ Nghiên cứu và Điều trị Mùi và Vị ở Chicago, mùi hương của chuối có khả năng đánh lừa bộ não khiến bạn nghĩ đã ăn chúng. Vì vậy, chuối hỗ trợ giảm cân. 10. Chuối cải thiện tâm trạng, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Một quả chuối cỡ vừa chứa 27mg magie, chất này cải thiện tâm trạng và giúp ngủ ngon. Đàn ông cần 420mg magie, phụ nữ cần 320mg magie mỗi ngày. Nếu thiếu magie gây cảm giác lo âu, cáu gắt, trầm cảm và các rối loạn khác. Chế độ ăn uống hàng ngày của nhiều người không cung cấp đủ lượng magie cần thiết. Vì vậy, bạn nên thêm chuối vào bữa xế chiều để bổ sung năng lượng và cảm thấy hạnh phúc hơn. Ngoài ra, vỏ chuối có tác dụng làm trắng răng. Trà sát mặt trong của vỏ chuối lên răng trong 2 phút, mức độ trắng sáng của răng được cải thiện. Chúc các bạn khỏe mạnh! Ăn trứng theo cách này tốt hơn dùng 1000 lần nhân sâm vạn lần thuốc bổ. Cơ thể chúng ta rất cần protein, carbon, vitamin, cellulo, các nguyên tố vi lượng, mỡ và nhiều nguyên tố khác. Đa số các hợp chất cần thiết cho cơ thể trên đều có trong trứng gà.
Cứ khoảng 100g trứng gà có thể mang lại 10,8g protein, 680g cholesterol. Đây không chỉ là thành phần chủ yếu, cấu tạo nên hệ thần kinh trong não mà còn là chất cấu tạo nên vitamin D. Ngoài cholesterol ra, trứng gà còn chứa rất nhiều các loại vitamin giúp tăng trí nhớ. Chính vì vậy, ăn nhiều trứng gà rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, bổ sung trứng gà thế nào cho phù hợp, không quá lượng cần thiết là điều mà ai cũng cần phải lưu ý. Một là cách luộc trứng đúng. Bạn cho trứng cùng với nước lã vào nồi rồi đun sôi dần. Khi nước sôi, bạn nhỏ lửa đun khoảng 2 phút rồi tắt bếp ngâm trứng khoảng 5 phút. Như vậy, trứng vừa chín tới, lòng đỏ không bị chín kỹ quá, dễ hấp thu. Lúc luộc trứng, có thể cho thêm một ít muối để giữ trứng không bị vỡ. Trứng gà vừa lấy ở tủ lạnh ra không nên luộc ngay, cũng không nên ngâm trong nước nóng. Hay luộc bằng lửa quá to vì dễ gây vỡ trứng, hoặc không chín lòng đỏ. Hai là cách ăn trứng tốt cho sức khỏe. Trước kia trứng bị cho là loại thực phẩm làm tăng lượng cholesterol. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh ăn trứng tốt cho sức khỏe. Trứng giàu protein, vitamin A, D, B12, các khoáng chất như phốt pho, solen. Trứng là lựa chọn thay thế tuyệt vời nếu bạn không thích ăn thịt. Trứng còn chứa nhiều choline, một dưỡng chất thúc đẩy hoạt động của não và cải thiện trí nhớ. Bởi vậy phụ nữ có thai và người già rất nên ăn trứng. Những người không có cảm giác ngon miệng hay bị chán ăn đặc biệt cần ăn trứng vì thực phẩm này sẽ cung cấp một lượng lớn các vitamin, khoáng chất và protein để cơ thể không bị thiếu dinh dưỡng. Để ăn trứng một cách an toàn, những người không tập thể hình và có vóc dáng trung bình chỉ nên ăn tối đa 4 quả mỗi tuần. Những người to lớn và hay tập thể thao có thể ăn 7 quả. Bạn có thể chế biến trứng theo nhiều cách và lý tưởng nhất, trứng nên được ăn vào buổi sáng để cung cấp năng lượng cần thiết cho một ngày. Chúc các bạn khỏe mạnh. Không muốn chết sớm dừng ngay nhổ lông nách bằng nhít kẻo nhập viện, mắc ung thư vú. Hiện giờ, bạn đang dùng cách nào để triệt tiêu những sợ lông nách đáng ghét? Có rất nhiều hỗn hợp tẩy lông tự chế, có thể tiêu diệt lông nách hiệu quả mà an toàn cho làn da lắm đấy. Hãy sử dụng chúng thay vì dùng nhít nhổ hàng ngày, bởi những hậu quả chúng để lại quá khủng khiếp. Một là tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Theo các nghiên cứu mới nhất, sau khi nhổ lông nách và cùng lúc đó sử dụng luôn chất khử mùi sẽ khiến các chất hóa học nhanh chóng xâm nhập qua lỗ chân lông đi vào trong cơ thể. Đây cũng là khoảng cách ngắn nhất làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư vú gấp đôi. Hai là gây đau đớn. Vùng da dưới cánh tay của chúng mình mỏng và khá nhạy cảm. Các sợi lông ở vùng này có mối liên kết chặt chẽ với ống lông, nên việc dùng nhít nhổ lông gây nhiều đau đớn. Hơn nữa, nếu không cẩn thận bạn sẽ dễ kẹp nhít vào da khiến da chảy máu. Ba là làm lỗ chân lông to ra. Khi chúng ta kéo bật sợi lông ra ngoài, sẽ khiến lỗ chân lông bị tổn thương và khó quay về trạng thái ban đầu. Lỗ chân lông giãn nở to ra còn có thể khiến nhiều sợi lông mọc lên từ một lỗ chân lông, khiến lông mọc càng dày hơn. Bốn là gây viêm nhiễm, mụn bọc, viêm nhiễm là điều ai cũng sẽ gặp phải. Nếu dùng nhít không được vệ sinh kỹ càng hoặc không vệ sinh vùng da nách đúng cách sau khi nhổ lông, vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập vào lỗ chân lông lúc này đang mở to, gây viêm nang lông và xuất hiện mụn mủ, mùi mồ hôi gia tăng. Việc nhổ lông nách không đúng cách sẽ làm tuyến mồ hôi hoạt động mạnh, khí thoát ra lỗ chân lông nhiều. Khi chúng kết hợp với bụi bẩn, vi khuẩn bên ngoài sẽ sản sinh ra mùi cơ thể không mấy dễ chịu. Thay vì dùng nhít, bạn hãy dùng cách này để vừa sạch sẽ, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Nguyên liệu cần có: 1 thìa canh nước cốt chanh tươi, 1 thìa canh đường, 1 thìa cà phê mật ong, bát và thìa. Cách làm: trộn các nguyên liệu với nhau, quấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng: Bước 1. Vệ sinh vùng lông cần triệt bằng nước ấm để loại bỏ bụi bẩn và làm giãn nở lỗ chân lông. Bước 2. Dùng tay thoa hỗn hợp lên vùng lông cần triệt. Bước 3. Massage nhẹ nhàng phần da vừa thoa hỗn hợp, để các hỗn hợp ngấm sâu vào các nang lông, để triệt lông hiệu quả nhất. Bước 4. Lưu lại hỗn hợp chừng 15 đến 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Chúc các bạn thành công! Chồng sung mãng 100 lần vợ quỳ khóc suốt đêm vì ăn món này thường xuyên. Một là gừng, cũng như nhiều loại thực phẩm khác, đã hàng thế kỷ khi gừng được tin là có khả năng kích thích tình dục. Nó kích thích hệ tuần hoàn,
kích động các vùng nhạy cảm như khiến lưỡi nóng gian, môi sưng, bởi hiệu ứng của nó khi sử dụng. Đã có câu chuyện rằng, nhà trinh thám người Pháp nổi tiếng, Madame đã sử dụng gừng cho tất cả người yêu của mình để giúp họ tăng ham muốn và cải thiện khả năng tình dục của họ. Hay là hành tây. Hành tây là một loại cây thảo, sống ngắn ngày khoảng 90 đến 150 ngày. Hành tây còn được gọi là vua của các loại rau, vì hương vị cay nồng. Vỏ hành tây chứa nhiều rutin, rất có lợi cho việc làm vững bền thành mạch, dự phòng tai biến xuất huyết não. Vì chứa chất phytoncid, một loại kháng sinh mạnh nên hành tây có thể dùng để trị các bệnh như ho, sơ cứng động mạch, cổ trướng, tiểu đường, giúp ngủ ngon, trừ run đũa, chống đông máu, chống viêm, hạ huyết áp, giảm cholesterol, chống táo bón và đầy hơi, lợi tiểu và làm sạch máu, chữa ù tai, rụng tóc, tăng cường miễn dịch, chống loãng xương, phòng chống ung thư ruột kết đặc biệt. Hành tây là một chất kích thích tình dục mạnh, được gọi là Viagra da trắng tự nhiên tốt nhất. Và là rễ cau. Theo kinh nghiệm y học dân gian, cau còn được xem là vị thuốc quý, có tác dụng chữa trị nhiều chứng bệnh trong đời sống, thậm chí là Viagra da tự nhiên an toàn và hiệu quả tức thì. Rễ cau treo, hay còn gọi rễ cau nổi, tức phần rễ cau con lơ lửng trên mặt đất, là một vị thuốc có tác dụng bổ dương rất tốt. 4. Là sô-cô-la. Sô-cô-la đã có danh tiếng từ lâu như là một chất kích thích tình dục. Trong sô-cô-la có chứa filamin, một chất kích thích hệ thần kinh và giải phóng các hợp chống giống như thuốc phiện có tên là endorphin. Filamin cũng là tác nhân gây ra sự sản xuất dopamine, một chất hóa học trực tiếp liên quan tới tình dục và sự khoái cảm. 5. Là quả sung. Được cho là có hình dạng giống như phần kín của nữ giới, quả sung có chứa các flavonoid và các chất chống oxy hóa, giúp bạn tạo ra một bầu không khí dễ chịu, giúp kéo dài ham muốn tình dục và cả hoạt động quan hệ tình dục. Sung cũng đã từng được nhắc trong Kinh Thánh khi Adam và Eva sử dụng những lá sung để che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể họ. Nó cũng được biết đến là thực phẩm ưa thích của nữ hoàng Cleopatra. Người Hy Lạp cổ coi qua sung như là một món đồ linh thiêng, có khả năng liên kết với tình yêu và khả năng sinh sản. 6. Là hào. Hào có thể coi là loại Viagra da tự nhiên, nổi tiếng nhất liên quan tới tính kích thích tình dục, khi mà hầu hết tất cả mọi người đều biết đến danh tiếng của nó trong việc khơi gợi ham muốn. Hào có khả năng này là bởi nó cung cấp lượng kẽm cao cho cơ thể, giúp sản sinh tinh trùng và sự ham muốn ở nam giới. Gần đây, các nhà nghiên cứu cũng tìm ra các axit amin kích hoạt sự sản xuất hormone giới tính trong có trong hào. Chúc các bạn khỏe mạnh.